Ok, F2 Gaming Channel xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái video có thể nói là sẽ chia sẻ một cái cách vắn tắt để cho anh em nâng cấp nhà, công nghệ hay là lên VIP trước cho nó chính xác nha anh em. Rồi, thì đầu tiên nhất là chúng ta sẽ có 3 câu hỏi để đặt ra. Một là chúng ta sẽ dùng tất cả những cái gì chúng ta đang có để chúng ta nâng cấp nhà, công nghệ trước nha. Thứ hai, chúng ta sẽ dùng game để chúng ta mua VIP. Và thứ ba, nếu như chúng ta kết hợp cả hai lại thì chúng ta sẽ làm sao? Và một cái ghi chú của mình, Kingdom 30 ngày trở lên mới có event game nha anh em. Nên nhằm khi một số anh em nghĩ là chúng ta sẽ có thật sớm, không, tầm khoảng 30 ngày chúng ta mới có được nha. Thì để 30 ngày mới có thì làm sao? Chúng ta dùng game, chúng ta mua VIP, rồi sau đó chúng ta tích lại thì nó sẽ hợp lý hơn nha. Rồi, điều đầu tiên nhất, chúng ta sẽ dùng những gì chúng ta đang có để chúng ta nâng cấp công nghệ trước. Nhưng trước khi mà chúng ta nâng cấp công nghệ trước thì chúng ta cần phải có một cái kinh nghiệm, mà kinh nghiệm này chúng ta cần phải xem trong cái cửa hàng VIP. Thì anh em nhìn thấy khi mà chúng ta mua những vật phẩm trong cửa hàng VIP này, nó yêu cầu chúng ta phải có VIP nha anh em, phải có VIP đó. Thì anh em nhìn thấy khi mà chúng ta có được VIP VIP 7 đi, thì chúng ta có thể mua được tăng tốc 8 giờ rồi đó. Rồi, tăng tốc mà chúng ta mua cao hơn nữa thì nó là phải yêu cầu bao nhiêu? Nó phải yêu cầu là tăng tốc 24 giờ là phải là VIP 15 nha. Mà bây giờ từ khi mà chúng ta chơi mà chúng ta lên được VIP 15, nó cực là khó nha anh em, nó rất là khó. Nên là hiện tại là chúng ta sẽ phân vân là liệu chúng ta có thể lên được VIP cao hơn hay là chúng ta lên chỉ bấy nhiêu thôi. Thì cái câu hỏi đầu tiên nhất là chúng ta lên công trình hay là công nghệ đó. Rồi, anh em nhìn thấy hiện tại là tòa nhà của mình là tòa nhà cấp 18, là chúng ta được bao nhiêu? 4 đạo quân. Chúng ta có thể sử dụng để đi farm tài nguyên, chúng ta có thể sử dụng đi đánh mang gợ. Ngoài ra chúng ta có thể đi chọn pháo đài bằng 4 đạo quân của chúng ta. Chúng ta có thể phân công những cái đạo quân chúng ta làm bất kỳ một công việc nào đó. Mà bây giờ cái công trình hiện tại chúng ta có thể lên được quyết 18 rồi. Anh em nhìn thấy công trình 18, 17 thôi, thì nó đã cho chúng ta là từ 1 đến cấp 4. Là ngay chỗ cái mục công trình này là chúng ta có thể giảm được cái tốc độ, cũng như là chúng ta tăng được cái tốc độ xây dựng chúng ta sẽ xây. Là chúng ta cộng thêm 10% về cái tốc độ xây dựng. Đấy là tòa nhà thị chính cấp 17. Hiện tại mình đang lên 18. 18 thì mình sẽ nâng lên được thêm một số cái móc nữa. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ có luôn cái tốc độ nghiên cứu, nó sẽ cộng thêm cho mình. Anh em nhìn thấy 4%, cấp 4, 4% đó, tối đa nó sẽ được là 15%. Hai mục này là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng mà anh em cần phải biết. Để anh em khi mà anh em nâng hai cái mục này, ưu tiên hai mục này trước, rồi sau đó anh em sẽ nâng tiếp. Hiện tại mình cũng nâng công trình, nhưng mà mình chỉ nâng những cái nào mà chung chung là gì? Chung ví dụ như là muốn lên một cái tòa nhà tiếp theo thì nó phải yêu cầu là phải có cấp độ 18 của tường thành, cấp 18 chuông ngựa này kia nọ, thì mình sẽ nâng sau, bởi vì nó sẽ cần rất nhiều tăng tốc. Nếu như mà muốn giảm tăng tốc thì chúng ta cần phải nâng cái công nghệ nha. Là nâng cái công trình và nâng cái toán học trước thì chúng ta mới có thể nâng được tốt và nâng cái công nghệ tốt hơn. Rồi, công nghệ hiện tại anh em nhìn thấy mình đang dừng ở T3 thôi, mình chưa nâng tiếp theo nữa. Nếu như mình nâng tiếp theo nữa mình sẽ lỗ ở chỗ nào? Tại vì cái mục ngay chỗ toán học của mình nó đã chưa lên được bao nhiêu hết. Thường những kinh nghiệm mà những người chơi nhiều đó là gì? Người ta sẽ ưu tiên cho hai mục công trình này cho lên max hết, cấp 10 hết, hoặc là cấp 9 thì chúng ta cơ bản chúng ta có thể nâng được nha. Khi mà lên được cấp 9 thì chúng ta là bao nhiêu? 30%, chúng ta chỉ mất 5% thôi, mà chúng ta được cộng thêm 30% về tốc độ xây dựng. Rồi, nếu như mà cái toán học chúng ta lên được cấp 9, chúng ta sẽ được bao nhiêu? 12%, giảm 12% về cái thời gian tốc độ mà chúng ta nghiên cứu những cái công trình trong này. Anh em nhìn thấy nếu như mà giảm được 9%, 10%, 12% thôi là anh em thấy quá ngon rồi. 10 tiếng anh em giảm được bao nhiêu? Giảm được 1 tiếng, đúng không? 10%. Đại loại nó như thế. Rồi sau đó anh em sẽ lụm luôn những cái viên đá tại những cái bệ mà chúng ta đã đánh xong những cái con lính gác. Ví dụ như đây, đã đánh xong thì chúng ta sẽ có những điểm binh của những cái leader. Thì chúng ta sẽ thấy nè, tốc độ xây dựng 500, tốc độ nghiên cứu 500. Thì làm sao? Chúng ta sẽ có rất là có lợi. Đó, nội cộng hai cái này kia nọ thôi là chúng ta đã giảm được 15% rồi. Huống chi khi mà clan chúng ta nắm vững những cái bệ đó, thì chúng ta sẽ có thêm những cái buff. Ví dụ như anh em nhìn thấy nè, đó, những cái thánh địa chúng ta sẽ nhận thêm sức mạnh quân đội, tốc độ thu gom, tốc độ du hành, tốc độ hành quân. Khi chúng ta ăn bệ 2 xong, chúng ta sẽ có thêm những cái tốc độ xây dựng. Đấy, nên chốt vấn đề ngay chỗ câu hỏi đầu tiên nhất, anh em ưu tiên giùm mình lên nhà cấp 18. 18 cấp 19 để làm hai cái mục công nghệ này, công trình và toán học, phải lên từ cấp 9, cấp 10. À
anh em hãy tiếp tục lên những cái công trình tiếp theo, có ngay chỗ cái mục quân sự, nó sẽ tiết kiệm cho anh em rất nhiều nha. Ok, đó là trả lời cái câu hỏi đầu tiên. Anh em nhìn thấy chưa, nó rất là phức tạp, nên là chúng ta chơi cái trò game này chúng ta phải biết được chỗ này, chúng ta phải tiết kiệm được bao nhiêu cái tăng tốc, tiết kiệm tài nguyên nha. Rồi câu hỏi thứ hai, dùng game để mua whip. Ok, được, đồng ý. Nhưng tiếp tục trả lời cái câu hỏi thứ hai đó, dùng game để mua whip và chúng ta phải mua ở mức độ nào? Khi mà chúng ta ở thời gian ủ, chúng ta sẽ ủ bao nhiêu? Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ lên được whip 3, chúng ta sẽ lấy tăng tốc xây dựng 5%. Khi mà chúng ta dài lên, chúng ta lên được tăng tốc ngay chỗ whip 6, chúng ta sẽ tăng thêm tốc độ thu gom 10%, tốc độ xây dựng 10%. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta lên được whip 7 để làm gì? Chúng ta lấy thêm tốc độ huấn luyện cộng thêm 10% nữa nha. Whip 8 chúng ta cộng gì? Tốc độ nghiên cứu 10%, khôi phục điểm hành động hay còn gọi là AB 15%. Whip 9 bao nhiêu? Năng lực bệnh viện, nỗ lực miễn phí cộng thêm ngay chỗ chúng ta đánh hẻm núi hoàng hôn cộng 3 thôi, nó cũng không thành vấn đề nha. Nên cái mục mà thí dụ như chúng ta có thể lên là ngay chỗ whip 7. Hiện tại mình F2B đang dừng ở whip 7 để làm gì? Hiện tại game mình dùng để cho mua những cái tăng tốc trong cái cửa hàng whip. Vì sao mình không lên whip 8? Vì sao mình không lên whip 8? Tại whip 8 nó cần bao nhiêu? Nó cần tầm khoảng 15k game nữa. 15k game là đòi hỏi mình phải ăn thật nhiều và làm thật nhiều công việc để mình mới được 15k game. Bởi vì sao? Khi mà mình tiêu 15k game xong thì mình hết game, mình không thể mua được những cái tăng tốc trong cái mục cửa hàng whip này. Không mua được. Cái này thì mua bằng tài nguyên, còn cái này thì mua bằng game nè. Đó, mua bằng game nè. Hiện tại là mình đang dừng ở cái chỗ whip 7, mình mua được tăng tốc 8 giờ. 240 game mình sẽ mua được một cái tăng tốc 8 giờ. Thì anh em nhìn thấy thế nào? Chúng ta nếu không có tăng tốc, chúng ta có tài nguyên mà chúng ta không có tăng tốc thì chúng ta cũng đứng đợi. Mà khi chúng ta đứng đợi mà clan yêu cầu những clan top yêu cầu là chúng ta phải lên tầm khoảng bao nhiêu điểm sức mạnh đây? Như clan này, clan top 1 yêu cầu 1.3M, có nghĩa là 1.3 triệu. Clan của bên mình yêu cầu bao nhiêu? 1.3 triệu. Đó. Rồi bây giờ của mình top 3, tối nay mình sẽ thay thế tầm khoảng 1.2 triệu. Thì anh em suy nghĩ đi, nếu như mà chúng ta không có tăng tốc, làm sao chúng ta có thể lên được điểm sức mạnh nhanh? Chúng ta đứng đó, chúng ta nhìn, chúng ta bị out ra khỏi những clan top. Nếu như chúng ta không nằm ở những clan top, liệu chúng ta có thể phát triển được tốt hay không? Đó là câu hỏi rất là quan trọng. Nên quay lại cái câu hỏi số 2 này, nếu như anh em có game, chúng ta lên whip 7. Whip 7 để chúng ta lấy tốc độ huấn luyện 10%. Đó, whip 8 để chúng ta lấy thêm tốc độ nghiên cứu 10%. Whip 8 tại đây. Còn anh em nào giàu, anh em có thể nạp thêm nữa. Thì anh em có thể là whip 9 hoặc là whip 10. Whip 10 thì càng tốt rồi, không nói gì nữa hết. Nên F2B suy nghĩ lại giùm mình nha. Chốt vấn đề, với F2B thì mình sẽ chọn ở whip 7. Khi nào mà mình thích bệ càng nhiều, mình có điều kiện để mình lên, mình có dư game á anh em, thì mình sẽ lên thêm whip 8. Còn nếu mà dư nữa thì mình sẽ lên whip 9 để mình tàn, để mình lên whip 10. Từ đây đến khi K3K1 ít nhất gì cũng phải tối thiểu là whip 10, 11, 12 nha, của một F2B. Rồi game ở đâu chúng ta có? Chúng ta có thể đi farm game, chúng ta có thể đi ăn bệ, chúng ta có thể đánh măng gỡ. Rất nhiều cái công việc để chúng ta có game nha. Nên câu hỏi thứ hai này, gắng cố gắng làm sao lên giùm mình whip 7 đi anh em, whip 7 nha. Rồi whip 8. Đó, whip 7 đi, chúng ta làm gì? Chúng ta mở ra cái mục để chúng ta mua cái tăng tốc 8 giờ. Đó. Rồi whip 8 hiện tại anh em nhìn thấy nó đâu có mua được nhiều đâu nha. Nhưng mà khi whip 8 thì anh em có thể sử dụng được đặc quyền của whip. Rồi câu hỏi thứ hai trả lời xong nha. Rồi bây giờ cái câu hỏi thứ 3, hồi nãy mình có 3 câu hỏi. Đây, liệu chúng ta có thể kết hợp được cả hai hay không? Được chứ. Đó, cũng như cái câu hỏi lúc nãy mà mình có trả lời, thì anh em chỉ cần lên cho mình đó whip 7. Nếu như chúng ta có điều kiện nhiều hơn, chúng ta lên được whip 8 cho mình luôn nha. Whip 8, whip 7, rồi tới whip 8. Rồi sau đó chúng ta có thể từ từ, tại đây whip 7 cũng được rồi, chúng ta dùng game để chúng ta mua cho mình tăng tốc nha, tăng tốc 8 giờ. Để chúng ta làm gì? Chúng ta lên những cái công trình thật nhanh. Công trình gì? Công trình tòa nhà thị chính cấp 18 để chúng ta lấy điểm sức mạnh. Cái thứ hai, chúng ta sẽ nâng cấp luôn cái học viện trong này, lên hai cái móc rất là quan trọng, đó là gì? Công trình và toán học, để chúng ta lấy tất tần tật mọi thứ, chúng ta tiết kiệm thật nhiều tài nguyên, tiết kiệm thật nhiều tăng tốc để chúng ta huấn luyện nha anh em. Chúng ta sẽ nâng cấp những cái mục này. Anh em nhìn thấy 13 giờ mình chỉ cần mua hai cái tăng tốc tầm khoảng 540 game thôi, để mình nâng cấp cái mục này mình giảm được tiết kiệm thêm một mớ nữa. Đó, hiện tại anh em nhìn thấy mình đang ở nhiêu? Cấp 5 mình lên cấp 6 mình sẽ giảm được bao nhiêu? 14 cộng thêm 4 là bao nhiêu? 18% nha anh em. Đó, thì anh em nhìn thấy mình đã giảm được rất nhiều.
Đó là một trong những gì mà mình muốn hy vọng trong cái video này anh em có thể xem, anh em có thể chọn được đúng, thật đúng. Chứ anh em dồn vô, anh em dồn vô whip hết, sau đó chúng ta không còn gì trong túi hết. Anh em nhìn thấy trong túi mình còn whip nè, mình còn game, nhưng mà hiện tại mình không có mua, anh em, mình không đưa lên nữa. 15k game mình có thể đổ vô hết luôn, nhưng có cái mua xong rồi giờ mình hết tăng tốc rồi. Đây, tăng tốc mình cũng không còn luôn đó, 5 phút, 30 phút, 60 phút, còn cái tăng tốc 7 giờ không sẽ sử dụng, nó rất là uổng, nó rất là phí. Nên làm gì? Chúng ta phải từ từ nha, chúng ta phải sử dụng game và cho nó chính xác mới được. Giống như một F2B, chúng ta không có nạp, chúng ta không có game tháng, chúng ta không có thời gian đó, chúng ta không có làm nhiều cái công việc, thì chúng ta cần phải tính toán thật là kỹ nha anh em. Đó, ngoài ra anh em có những cái đạo quân, anh em có thể đi đánh những con mang gợ, anh em có những cái đá quý nè, nhưng mà đá quý này anh em có 10 đá quý thôi, xác suất nó gây ra nó còn hên xui. Nên chốt vấn đề hiện tại là khi mà chúng ta giải quyết ba câu hỏi này đó, thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải sử dụng game cho nó chính xác nha anh em. Kingdom 30 ngày trở lên thì chúng ta mới có event game nha. Nên thời gian trước 30 ngày, tầm khoảng 20 ngày, chúng ta xài 20 ngày đi, chúng ta tích lại từ từ, còn 10 ngày chúng ta xài được mốc nào. Tại vì hiện tại là nếu mà event game tối đa nó sẽ là 2 ngày là 50k game. Thì 50k game anh em sẽ nhận được những cái mục trong đó, anh em sẽ nhận được chọc vàng. Anh em nào chúng ta không có thì anh em có thể tích tầm khoảng 14k để chúng ta nhận 2 ngày. Đấy nha. Thì đó là những gì mà trong video này mình muốn chia sẻ với anh em. Hiện tại là video có thể làm rất ngắn, mình nói rất nhanh. Nếu như anh em nào chưa theo kịp thì anh em có thể comment dưới video của mình. Nếu như mà video hay thì anh em nhớ ấn like cũng như là subscribe để xem thêm những video của mình. Sắp tới mình sẽ có video để chia sẻ cho anh em liệu bộ binh chúng ta sẽ xài những món nào, kỵ binh, cung binh đó, làm sao để chúng ta tiết kiệm nhiều hơn. Đồ tím chúng ta cũng có thể là tối ưu nha, cũng cỡ cỡ như đồ cam luôn. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em đã chú ý xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.